Kính thưa toàn thể quý vị, và đầu tiết chương trình ca cổ nhạc Việt Dương ngày hôm nay, Nguyễn Lê xin được bày vị cùng thưởng thức một lớp trích đoạn trong vở tuồng cải lương được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan qua phần thể hiện của Thúy Hằng và Quyện Văn Lên. Và lớp trích đoạn này cũng là một sáng tác khá nổi tiếng của soạn giả Yên Lan, xin mời vị cùng thưởng thức. Bảo Xuyên ơi, nhìn em rưng rưng dòng lệ, mà lòng anh như uất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn. Rồi đấy, em xin trao trả Bảo Xuyên ơi, anh bồi ngồi trông về phương ấy, chỉ thấy xa xa ơi nhân mù mịt và mùa thu đã chết từ hôm nào. Thôi anh không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đâu. Bảo Xuyên ơi, định mệnh sẽ phụ phàng hẳn chơi, xôi chúng mình phải đôi ngả chia ly. Chút lát nữa đây chúng mình chia cách, dù đang trình tống biệt một lần. Miếng sầu tê buốt đôi
Nhưng thôi
em hãy gượng sầu mà trốn lấp niềm đau, khi phải cúi đầu tuân theo màn xô. Không, em không để chấp lại uy quyền của vũ hoàng, em phải về thọ tội trước chiều. Anh có trở lại giang nam của mùa lá rụng, xin lại mang theo hình ảnh của đêm một bếp lửa hồng bập bùng cháy dở, một ngôi chùa hoang phế phô liêu. Kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại, từ hôm nay và mãi mãi đến sau.